Chào bác, em đang giữ hàng để rất là nhiều hoa đẹp lô này về. Đầu tiên là có đôi Onkyo 2001. Rất nhiều anh em đang có nhu cầu và đặt. Đôi này đẹp quá cho lên sóng luôn cho anh em đi. Đôi này thì quá ok rồi, dòng monitor. Như anh em đã biết, dòng monitor nhìn chung là anh em rất là thích chuộng vì chất âm của nó. Chất âm của nó rất là chi tiết. Như con 2001 này thì nó bát là bát 35. Một thùng nó 44,5 cân. Tất cả những thông số rất là gồ ghề. Trung đôm, tép đôm, bát 35 màng carbon. Đôi đôi anh em nhìn trên hình đây rất là đẹp. Thùng vỏ gỗ simli rất là dày dặn và chắc chắn. Đây thông số. Cái nào em cũng quay này để cho nhiều anh em không biết thì xem. Đây. Đây là công suất 250W, 91 dB là độ nhạy. Trọng lượng 44,5 cân một chiếc. Lô này em về toàn loa hạng nặng. Loa hạng nặng bát to. Đây là clip em giới thiệu riêng số 2001, tí nữa em sẽ test. Ngoài ra đây là em xem đây loa gì đây. Con này là con Kenwood, con này con M66 đi cả, con này cũng rất là đẹp. Đang để ngược, tí nữa em quay xuôi, bọc sốt hàng về. Đôi này đôi gì đây? À, đôi này là Onkyo 66RX, đôi này cũng rất là chất lượng. Quá đẹp luôn. Hàng vẫn đang dỡ. Các bác nhu cầu thì alo cho em.